Tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ Trung Nhạc cũng không nhắc đến chuyện yêu Thiên Ti nương nương xưa kia nữa. Hắn mỉm cười nói: Thiên Ti nương nương và Mạc Cẩn sao? Dưới trướng không có đại quân ngàn vạn thần ma, họ không có binh quyền, chỉ có địa vị là mưu sĩ, đó chính là hoa trong kính, là trăng trong nước thôi. Cho dù có phò tá cho chúa công họ đoạt được thiên hạ thì cũng là rổ hứng nước chẳng động lại gì. Chúa công của họ sau khi có được thiên hạ thì sẽ tiêu diệt họ, lời hứa gì đến chăng nữa cũng thành gió bay. Vân Quyền Thư cười nói: Dịch quân vương nói vậy là sai rồi, địa vị nhân tộc ta thấp hèn, muốn có binh quyền dễ lắm hay sao? Thế nhưng ta có binh quyền. Trung Nhạc thản nhiên nói: Ta nắm trong tay 5,000 vạn đại quân thần ma, dưới trướng có vô số tinh binh lương tướng, đế quân, tạo vật chủ, thần hoàng, ma hoàng, nhiều không đếm xuể. Có 37 thần tộc, thần ma phụ thuộc ta. Ta hạ lệnh một tiếng, đại quân tiến tới, không gì không săn bằng được. Ta có thể phân chia cương thổ, cát cứ xưng hùng, bảo vệ nhân tộc. Thiên Ti nương nương và Mạc Ấn đều không làm được điều này. Vân Quyền Thư thận trọng nói: Nghe nói Dịch quân vương không phải nhân tộc mà là tiên thiên thần chuyển thế thì phải. Trung Nhạc ánh mắt lay động: Giờ ta là nhân tộc. Vân Quyền Thư suy nghĩ trong chốc lát rồi cười nói: Nhưng chỉ dựa vào thực lực hiện nay của Dịch quân vương thì khó lòng bảo vệ nhân tộc được. Nhân tộc ta bị vạn tộc nô dịch, chỉ sống ở những nơi chật hẹp, thần ma ăn ta, thần ma nô dịch ta. Nhân tộc chúng ta không có tài nguyên, chỉ có được cơm thừa canh cắn. Hơn nữa, nghe nói nhân tộc là phục khi bị phong ấn, các tộc dè chừng, chắc chắn không cho phép nhân tộc quật khởi. Dịch quân vương cho dù có thể cắt cứ xưng hùng, thế nhưng khi Dịch quân vương phò tá tiên thiên đế quân xưng đế, đoạt được thiên hạ, thì tiên thiên đế quân chắc chắn cũng sẽ bỏ lại một người thôi. Cục diện của Dịch quân vương chắc cũng không lớn lắm đâu. Trung Nhạc cười ha hà, tán thưởng: Nói có lý. Vân Quyền Thư rót trà cho hắn rồi nói: Cho dù Dịch quân vương trong tay có 1,000 tỷ tinh binh, nhưng tiên thiên đế quân một câu hạ lệnh cũng có thể đoạt đi binh quyền của ngươi. Thêm một lệnh nữa là đầu ngươi rơi trên trảm thần đài. Cục diện của Dịch quân vương cũng là hoa trong kính, là trăng dưới nước, cũng không tốt hơn Thiên Ti nương nương và Mạc Ẩn là bao. Trung Nhạc lại tán thưởng: Nói có lý. Vân Quyền Thư cười nói: Quyền Thư đã to gan rồi. Trung Nhạc cười lên tiếng nói: Trí tuệ không địch lại được thần thông, ta là đệ nhất nhân của chư đế bảng tương lai. Chư đế tương lai đều ở dưới trướng của ta. Đến khi tiên thiên đế quân đăng cơ, ta đã có thể kháng cự lại hắn được rồi. Hắn có thể làm gì được ta đây? Điểm này Thiên Tư nương nương có làm được không? Mạc Ấn liệu có làm được không? Tướng công của Thiên Ti có làm được không? Thiên Ti không làm được, Mạc Ấn cũng không làm được, tướng công của Thiên Ti chắc chắn cũng không làm được. Vân Quyền Thư cười nói: Dịch quân vương cho dù sau này có kháng cự được với tiên thiên đế quân thì e là cũng không thể chặn được một ngón tay của vị đứng đằng sau tiên thiên đế quân được. Ta nghe nói năm xưa phục khí thần tộc xưng hùng thời đại địa ký, đế cấp nhiều vô số kế, nhưng thần tộc mạnh như vậy dưới sự đả kích của những cường giả cổ xưa cũng trở thành nhân tộc như bây giờ. Dịch quân vương, trí tuệ không địch được thần thông của họ, trí tuệ và sức mạnh của ngươi có địch lại được không? Trung Nhạc mắt sáng lên cười nói: Cục diện của ta lớn hơn Thiên Ti nương nương và Mạc Ẩn một chút. Những cường giả cổ xưa kia không phải là vô địch. Cho ta thời gian, ta có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua được họ. Hắn thân người rung lên, phía sau đầu hiện ra 7 quầng sáng. Ta có biết cảnh thứ 7 mà chư thần tương lai mở giúp ta, có thể địch lại những lão hủ kia. Vân Quyền Thư nhìn 7 quầng sáng sau đầu Trung Nhạc, ánh mắt mơ màng. 7 quầng sáng này thực sự quá đẹp, trong đó có các loại đồ đằng văn thể hiện vẻ đẹp của đạo. Trung Nhạc xua tay đánh tan 7 quầng sáng đó, lên tiếng nói: Quyển Thư còn gì để nói không? Vân Quyển Thư thở dài nghiêm túc nói: Trí tuệ không địch lại thần thông không địch lại thiên số. Dịch quân vương huynh có vượt qua được thiên số hay không? Thiên số sao? Trung Nhạc tim run lên nhớ lại Bích Lạc Cung. Vân Quyển Thư thở dài: Dịch quân vương chí hướng cao xa, mưu đồ to lớn, Quyển Thư vô cùng khâm phục. Huynh có trí tuệ, có cả thần thông, nhưng huynh không có thiên số. Trời không ở phía huynh, thành tựu sau này của huynh càng lớn hơn thì càng ngã càng thảm. Thiên Ti nương nương, Mạc Ấn, bọn họ không mưu lớn, chỉ muốn tìm tương lai cho nhân tộc. Tương lai không bị các tộc nô dịch, bị coi là thức ăn. Họ thất bại thì nhân tộc cũng không quá thê thảm, còn giữ được tính mạng.
Nhưng nếu huynh thất bại... Khóe mắt của Trung Nhạc dập dật. Ngươi ý đồ quá lớn, thiên số không đứng về phía ngươi, thiên mệnh cũng không ở phía ngươi. Nếu như ngươi thất bại, nhân tộc sẽ phải đối mặt với kết cục tan thành tro bụi. Vân Quyền Thư nói, Dịch Quân Vương, hãy chỉ giáo cho ta. Trung Nhạc trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, ta không thể dạy ngươi. Chẳng trách mà Thiên Tiên Nương Nương vẫn luôn khen ngợi ngươi, cho rằng nàng không bằng ngươi, luôn khen ngươi xuất sắc trước mặt ta. Mặc Ấn cũng vô cùng trông đợi vào ngươi. Vân Quyền Thư giật mình, thầm khó hiểu, Dịch Quân Vương từng gặp ta sao? Chưa từng. Trung Nhạc mỉm cười nói, ở đây ta có nhân quả tuyến của Thiên Tiên Nương Nương. Khi gặp ngươi, nhân quả trong nhân quả tuyến rung động, ta biết ngươi là tướng công của Thiên Tiên Nương Nương. Thần nhân ở Nhân Hoàng Điện, bất cứ ai cũng biết ta, mà những thần nhân dưới trướng ngươi lại không biết ta, thật vô lý. Vân Sư Huynh, huynh ẩn mình đủ kín, tuy trợ giúp chúa công huynh hành sự, nhưng không hề lộ dấu vết gì, không bị người ngoài phát hiện. Không biết chúa công của huynh là ai, huynh góp sức cho ai vậy? Vân Quyền Thư mỉm cười, rót trà cho Trung Nhạc nói, Dịch Quân Vương, chúng ta không nói chuyện này nữa, uống trà đi. Trung Nhạc nhấp môi, đặt chén trà xuống. Ta đã ái mộ Thiên Tiên Nương Nương từ lâu, ngày đêm tưởng nhớ. Vân Quyền Thư đang uống trà thì vụt ra, phẫn nộ nói, Dịch tiên sinh, chúng ta không nhắc tới chuyện của chúa công ta, cũng không nhắc tới việc huynh ái mộ phu nhân ta có được không? Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh vì chúa công mình, lúc đó ta có thể dùng đao đoạt tình yêu. Trung Nhạc lộ ra vẻ trông chờ, Vân Quyền Thư mặt tím tái. Trung Nhạc cười ha hả, huynh không nói cho ta biết cũng được, ta có thể tạo cho huynh một đạo nhân quả tuyến, nắm mọi hành động của huynh. Huynh sẽ trở về bên cạnh chúa công, căn cứ hành động của huynh là ta biết huynh làm việc cho ai. Vân Quyền Thư nghe vậy lắc đầu cười, tuy Dịch Quân Vương tài cao trí sâu, hơn nữa thành tựu về nhân quả cũng hơn nội tứ, nhưng muốn tạo nhân quả tuyến thì không làm được đâu. Trung Nhạc mắt lóe thần quang, ngấm ngầm kết nhân quả tuyến của Vân Quyền Thư, không ngờ vừa kết xong thì đột nhiên hỗn loạn, bị biến thành một vị tuyệt đại cường giả khác. Trung Nhạc giật mình, vội vàng chặt đứt nhân quả tuyến, nhưng lúc đó vị tuyệt đại cường giả kia đã thuận theo nhân quả tuyến tung thần thức khủng khiếp của mình tới. Trong đầu Trung Nhạc xuất hiện thân ảnh to lớn, khiến thức hải của hắn suýt nữa thì vỡ tan. Yêu nghiệt phương nào dám thăm dò ta? Hỏa kỳ cung Toại Hoàng. Trung Nhạc quan tưởng Toại Hoàng thánh hỏa rực cháy, thiêu dụi thần thức của vị cường giả kia, lập tức hủy bỏ nhân quả tuyến để cắt đứt cảm ứng của vị cường giả kia. Bản lĩnh cao. Trung Nhạc tán thường hỏi, đây là lục đạo thiên thư. Vân Quyền Thư cười nói, đúng vậy, lục đạo thiên thư ghi chép bí mật của lục đạo luân hồi. Dịch Quân Vương tính nhân quả tuyến của ta, ta dùng lục đạo thiên thư che mắt huynh, buộc nhân quả tuyến của huynh vào một người, một vị đế trải qua luân hồi chuyển thế. Huynh tính nhân quả của ta, thật ra là tính của hắn. Dịch Quân Vương có thể thoát được thần thức của hắn ta, đúng là cường hãn mà. Trung Nhạc cảm thán, nhân quả thiên thư, khí vận thiên thư, ta đã từng thấy sự lợi hại của chúng rồi, giờ cuối cùng cũng được thấy lục đạo thiên thư. Lục đạo thiên thư này có những tác dụng gì vậy? Hắn hỏi thẳng Vân Quyền Thư về lục đạo thiên thư. Điều này là sự cấm kỵ với phần lớn các thần ma, nhưng Vân Quyền Thư thì thản nhiên nói, chắc Dịch Quân Vương biết sinh tử bạc trong địa ngục luân hồi chứ? Trung Nhạc gật đầu, sinh tử bạc có thể quyết định sinh lão bệnh tử của linh hồn chuyển thế, nắm giữ vận mệnh, chủng tộc, cơ duyên, cơ ngộ của hắn ta. Nhưng sinh tử chỉ có thể ràng buộc những người giữ cảnh giới thần hoàng. Chỉ cần tu luyện vượt qua thần hoàng nên tạo vật chủ là sẽ không bị sinh tử bạc quản lý nữa rồi. Sinh tử bạc là một phần tác dụng của lục đạo thiên thư, được diễn hóa từ lục đạo thiên thư mà thành. Vân Quyền Thư tiếp tục nói, ở thời đại địa ký, phục khí thế nắm giữ lục đạo thiên thư là nắm giữ sinh tử mệnh vận của các chủng tộc trong thiên hạ. Lục đạo thiên thư ta có là bản tàn phiến, luyện thành lục đạo thiên nhãn có thể thay đổi sinh tử mệnh vận của thần ma. Trung Nhạc tim khẽ run lên tán thưởng, quả nhiên là một món lợi khí. Không chỉ vậy đâu, lục đạo thiên nhãn của ta còn có thể tra ra sinh tử luân hồi của thần ma, truy ngược kiếp trước kìa. Vân Quyền Thư ngừng một chút nói, ta còn có khả năng thay đổi mệnh vận của một chủng tộc. Trung Nhạc thở dài,
Phục Hy thần tộc có năng lực cường đại như vậy đã tuyệt diệt rồi. Hey, đó chính là thần thông không địch lại thiên số mà ta đã nói. Vân Quyển Thư cũng thở dài, hai người trầm mặc, mỗi người nghĩ chuyện của mình. Đoàn thuyền lặng lẽ đi trong vũ trụ. Mấy ngày sau, bên ngoài có tiếng huyên náo. Thủ lĩnh có tinh không phì tác. Trung Nhạc và Vân Quyển Thư ra ngoài, đứng trên thiên đài quan sát, thấy thần nhân dưới trướng của Vân Quyển Thư như gặp đại địch. Nhân tộc trên thuyền thì sợ hãi run rẩy, trốn trong khoang thuyền. Phía xa là mấy ma hoàng yêu hoàng đầy ngực trần, thân hình khổng lồ, trên cổ là vòng cổ bằng đầu lâu, hàm hè nhìn về phía này. Con mắt trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, ánh mắt tựa thần điện, lập tức ánh sáng bùng phát, chiếu xuyên cả con thuyền, thậm chí là cả một khoảng tinh không cũng sáng choang. Đột nhiên bầu tinh không vốn đen kịt sáng lòa, thần quang chiếu rọi giống như vô vàn tấm gương sáng tỏa sáng, mỗi thứ bỗng chốc đều trở nên rõ ràng. Chiến thuyền của đám phỉ tặc đã mở pháo chuẩn bị công kích, bị thần quang từ mắt hắn chiếu rọi thì thất kinh, cảm thấy bản thân không còn bất cứ điều bí mật gì, bị ánh mắt của hắn nhìn thấu mọi thần thông đạo pháp. Một vị ma hoàng đứng dậy, giọng nói chấn động. Không ngờ còn có cao thủ ẩn mình ở đây, dám hỏi là vị sư huynh nào, có thể báo tên tuổi hay không? Trung Nhạc cung tay giành mạch nói. Tiên Thiên Cung Tả Quân Vương Dịch Phong bái kiến đương gia. Đương gia có thể nể mặt Dịch Mỗ để cho bọn ta tiếp tục lên đường hay không? Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương, Dịch tiên sinh đao chém tiên thiên thả thần chư tà sao? Vị ma hoàng kia giật mình, vội vàng đáp lễ, khách khí nói. Là thuyền của Dịch tiên sinh thì bọn ta cũng không tiện cướp rồi, bay đâu thu hết pháo lại. Pháo trên các con thuyền chiến đều đóng lại. Vị ma hoàng kia cười nói. Dịch tiên sinh mời. Trung Nhạc lên tiếng cảm ơn nói. Phải xưng hô với đương gia thế nào đấy? Vị ma hoàng kia vội nói. Mỗ gia Đinh Hạc làm bẩn tuệ nhãn tiên sinh rồi, tiên sinh ta xin cáo từ. Nói rồi Đinh Hạc vung tay dẫn chiến thuyền phỉ tặc rời đi. Vân Quyển Thư nhìn bóng lưng của Trung Nhạc, đột nhiên tim run lên. Người thanh niên trước mặt hắn đã danh động thiên hạ, thậm chí ngay cả phỉ tặc vô pháp vô thiên cũng phải kính sợ ba phần, lễ nhường ba phần. Thủ lĩnh, tại sao không cướp của chúng vậy? Đinh Hạc dẫn đoàn thuyền rời đi. Một ma thần nghi hoặc hỏi. Tên Dịch tiên sinh đó chẳng qua chỉ là thiên thần, cho dù thiên thần cánh có thể thắng tiên thiên thần ma thì cũng không phải là đối thủ của ma hoàng yêu hoàng, chúng ta không cần phải sợ chúng. Ngươi thì hiểu cái quái gì? Đinh Hạc cười khẩy. Hắn đã là chân thần rồi. Vị ma thần kia cười nói. Chân thần thì cũng không thể nào đọ lại ma hoàng, chúng ta nhiều ma hoàng yêu hoàng như thế cơ mà. Mẹ kiếp, động thủ thật thì không đủ cho một mình hắn giết đâu. Đinh Hạc hừ lạnh nói. Vừa rồi thần nhãn của hắn chiếu rọi, đến ta cũng cảm thấy bị hắn nhìn thấu mọi bí mật kìa. Không động thủ đã đành, nếu như động thủ thì không quá 10 chiêu ta sẽ bị rơi đầu. Người nghĩ tại sao ta lại khách khí như vậy đấy? Không phải lão tử kính thân phận mà là kính thực lực của hắn kìa. Chúng ta là cầu tài chứ không phải đi chết đâu. Huống hồ Dịch tiên sinh là Tả Quân Vương của Tiên Thiên Cung, bảng của chư đế bảng tương lai kìa. Biết bảng là cái gì không? Là thiên đế tương lai, là nhân vật sẽ làm thiên đế, lẽ nào lại động vào được sao? Hơn nữa sắc mặt của hắn của quái nói nhỏ. Vị đã thích phóng chúng ta cũng từng nói, nếu như gặp Dịch quân vương thì phải lễ nhường ba phần. Chúng ta sống mà thoát được khỏi chấn ngục đều là dựa vào vị đó cả. Vị đó là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Lời của nàng ta không thể không nghe được. Hắn quay lại nhìn thuyền Trung Nhạc rồi truyền lệnh. Thông báo cho những kẻ vô pháp vô thiên trong hỗn loạn tinh hải, cảnh báo Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh ở trên thuyền, tuyệt đối không được cướp của đoàn thuyền này. Ma thần kia lĩnh mệnh, tế đồ đằng thần trụ liên lạc với hỗn loạn tinh hải. Trong hỗn loạn tinh hải tập trung toàn là tinh không phỉ tặc, những kẻ vô pháp vô thiên, vô số thủ đoạn tàn ác. Những kẻ phỉ tặc này đều là những kẻ tội ác tày trời, bị trấn áp trong chư thiên ở các chủng tộc. Trước kia đều bị trấn áp trong ngục giới ở chư thiên các tộc, hoặc trấn ngục ở địa ngục luân hồi. Ngay trong bữa tiệc mừng thọ thiên đế, đột nhiên không biết có biến cố gì, ngục giới và trấn ngục ở chư thiên các tộc đều mất kiểm soát, khiến những kẻ tội ác cùng cực kia thoát ra ngoài. Những kẻ tội đồ này tụ lại càn quét cướp bóc khắp nơi, các tộc vì chiến sự quá nhiều không truy bắt chúng, chúng chạy tới hỗn loạn tinh hải tập trung tại đó. Không lâu sau tin tức truyền khắp hỗn loạn tinh hải, tất cả phi tặc đều nhận được tin tức đấy, biết Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung đang trên một đoàn thuyền ở gần đây.
Đoàn thuyền đi hơn chục ngày dọc đường bình an, đột nhiên tinh không có huyết vân cuồn cuộn, lại có một kẻ tà ma giết tới. Thần nhân nhân tộc trên thuyền như gặp đại địch, căng thẳng chuẩn bị đối phó. Kẻ trong huyết vân vô cùng cường hãn, huyết vân biến thành động thiên, vùng động thiên bao trùm tinh cầu đều xuất hiện vết máu mang tới ma tính. Trong đám huyết vân đó là một vị tạo vật chủ. Lần này sắc mặt của Vân Quyền Thư không kìm được trở nên nặng nề. Tạo vật chủ tấn công, hắn chắc chắn không thể ngăn nổi, cho dù cộng với đại cao thủ như Trung Nhạc đây thì cũng không được. Trung Nhạc nhàn nhã nói: "Không cần lo, ta đã nói trên đường sẽ giúp các ngươi chặn phỉ tắc, sẽ không nuốt lời. Vũ sư huynh, đến khi tạo vật chủ đó tới gần, huynh tế thần thủ áp chế hắn ta đi chém đầu hắn." Hỗn Độn Vũ vâng lời. Đám huyết vân kia bao phủ phạm vi rất rộng, đi tới đâu là nuốt chửng các tinh cầu tới đấy, thậm chí ngay cả vầng thái dương cũng bị nhuốm cho đỏ rực. Thấy hắn sắp nuốt chửng con thuyền của họ, đột nhiên có giọng nói: huyết tổ, mau dừng tay, trên thuyền là Dịch Quân Vương." Đám huyết vân đó đột nhiên dừng lại, thu nhỏ dần, lộ ra là một lão giả mặc áo đỏ, mặt rỗ, da đỏ mắt đỏ, đến răng cũng màu đỏ. Vị lão giả kia kinh ngạc: "Dịch Quân Vương sao? Dịch Quân Vương nào? Có phải Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung không?" Từ xa, một yêu hoàng đập cánh bay tới kêu lên: "Chính là Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung, huyết tổ đừng có manh động, giờ đồng đạo của hỗn loạn tinh hải đều nhận được tin Dịch Quân Vương đi qua đây, người ở ngoài nên không biết được." Huyết tổ mắt sáng lên, vội nhìn về hướng bọn Trung Nhạc, cười nói: "Vị nào là Dịch Quân Vương, ta có thể gặp được không?" Trung Nhạc bước ra lên tiếng: "Tại hạ chính là Dịch Mỗ, xin chào huyết tổ." "Quả nhiên là nhân tài, không hổ là Dịch Quân Vương, Dịch tiên sinh." Huyết tổ cười lớn, vỗ tay nói: "Mau đem rượu ra đây." Dưới cánh của hắn bay ra mấy con rơi đỏ rực, đáp xuống đất biến thành nữ tử áo đỏ. Một nữ tử bưng một thú rượu, hai nữ tử khác mỗi người bưng một cái mắt to to. Huyết tổ đập bật nắp hũ rượu, rót đầy bát, rượu trong bát đỏ tươi như máu. Hắn cười nói: "Dịch Quân Vương có dám uống rượu này không? Nếu ngươi dám thì ta kính một bát vậy." "Có gì không dám chứ." Trung Nhạc cười ha ha, định rời khỏi thuyền chính. Vân Quyền Thư vội nói: "Không được, cẩn thận có giam trá. Ngươi là Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung, chủ tướng trấn thủ Trấn Thiên Quan. Nếu ngươi rơi vào tay huyết tổ thì Trấn Thiên Quan coi như xong." Trung Nhạc cười nói: "Người ta mời ta uống rượu, đi cũng không sao." Vân Quyền Thư đại nộ: Ngươi thật thô thiển, làm hỏng cái tên gọi tiên sinh." Trung Nhạc tiến về phía huyết tổ, đứng đối diện với hắn, nhận lấy bát rượu từ tay nữ tử kia. Huyết tổ cầm bát còn lại, cười nói: "Cạn." Nói rồi hắn một hơi uống cạn. Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy rượu trong bát giống như hổ phách đỏ, lan tỏa mùi tanh nồng nhức mũi. Huyết tổ chìa ra đáy bát, cười nói: "Dịch Quân Vương mời." Trung Nhạc ngửa lên một hơi uống cạn, đột nhiên mắt sáng lên tán thưởng: "Đúng là rượu ngon." "Ồ, đương nhiên là rượu ngon. Huyết tổ mừng rỡ cười nói: "Rượu của ta được luyện chế từ hàng vạn loại thần dược, 6-7 vạn tuổi. Số thần dược này không phải là tầm thường, đều là thần dược đã mọc tay mọc chân, thánh địa nào cũng nuôi như bảo bối vậy. 2 vạn năm nay ta đều chạy đông chạy tây để ủ hũ rượu này, trộm thần dược của các thánh địa, đến nay mới ủ được có một hũ thôi." Hắn cười ha hà nói tiếp: "Hôm nay được uống cùng Dịch Quân Vương cũng coi như không uống 2 vạn năm ta khổ sở, giờ có thể trở về khoe khoang với các huynh đệ được rồi." Hắn cuốn lấy mấy nữ tử kia, vù một tiếng biến mất. Vị thần hoàng cánh chim kia cũng không thấy đâu nữa. Trung Nhạc trở về thuyền. Vân Quyển Thư cười khẩy nói: "Dịch Quân Vương đường đường là một vị trí giả, lại cũng như loại thô thiển to gan liều lĩnh như vậy, rượu của ai cũng dám uống sao? Nếu như đối thủ biết ngươi có tật này thì chắc chắn sẽ bày kế hãm hại ngươi." Trung Nhạc nhục thân chấn động, đột nhiên vô số thần quang tỏa ra từ trong cơ thể, mùi hương bay vạn dặm. Dược lực của bát rượu đó rất mạnh, khiến nguyên thần của hắn cũng chấn động. Nhục thân nguyên thần đều được cường hóa rất mạnh, tu vi của hắn cũng tăng vọt, tu vi pháp lực thêm hùng hậu. Trung Nhạc lập tức điều động dược lực hùng hồn đấy, thi triển tam thập tam trùng thiên đại diệu thiên kinh, xương cột sống kêu tanh tách, hết tầng trùng thiên này tới tầng trùng thiên khác bị dược lực bá đạo phá vỡ. Tu thành đại diệu thiên kinh quan trọng nhất là phải phá được 33 đốt xương sống, biến thành 33 động thiên. Làm được việc này thì cần phải khổ tu, cho dù là Trung Nhạc cũng phải mất 100 năm mới thực hiện được.
nhưng giờ dựa vào dược lực của một bát rượu đó, hắn đã liền một lúc đả thông 28 trùng thiên. Tốc độ này khiến cho hắn cũng phải sững sờ. Quyền thư yên tâm, rượu không có độc. Hắn tiếp tục luyện hóa dược lực của rượu, nhàn nhã nói: Ta biết vị huyết tổ đó không có ác ý, ta cũng biết tại sao hắn lại kính rượu ta. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Vân Quyền Thư cười khẻ một tiếng, hạ lệnh đoàn thuyền tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện xương trắng vô số, tích tụ lại thành một quả tinh cầu khổng lồ. Trên tinh cầu đó có tòa đại điện bằng xương trắng, bên trong có một cái bảo tọa, trên đó có một cỗ thi ma, quanh người lan tỏa thi khí, bên dưới là một cỗ quan tài đen sì. Thi ma vương sao? Vân Quyền Thư sắc mặt kịch biến, nói nhỏ: Nghe nói hắn là một cỗ ma thi, thi thể nhiều năm mà không hóa, được ma tộc thờ mấy chục vạn năm mà trở thành linh, trong linh còn có hồn sinh ra quái vật này. Thật không ngờ ngay loại ác ma này cũng xuất hiện rồi, xem ra thiên hạ đúng là loạn rồi. Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương sao? Thi Ma Vương lên tiếng, giọng nói vô cùng âm hiểm. Trung Nhạc gật đầu: Chính là Dịch Mỗ, bái kiến Thi Ma Vương. Thi Ma Vương ra khỏi đại điện, lấy ra một hũ rượu, rót hai chén rượu trên bạch cốt đài, lên tiếng nói: Huyết tổ khoác lác nói rằng mời được Dịch Quân Vương uống rượu, Dịch Quân Vương cũng nể mặt mà uống, vì thế ta cũng tới mời Dịch Quân Vương nể mặt uống chén rượu này. Trung Nhạc bước ra, Vân Quyền Thư vội vàng nói lớn: Cẩn thận có gian trá, lần đầu tiên chúng không hạ độc, nhưng có thể lần thứ hai sẽ hạ độc người. Trung Nhạc vẫn bước tới đối diện với Thi Ma Vương, nâng chén lên cười nói: Mời Thi Ma Vương. Mời. Hai người nâng chén uống cạn một hơi, Trung Nhạc dùng mình tán thưởng: Ồ, đúng là rượu ngon. Thi Ma Vương mặt không chút biểu cảm: So với huyết tiểu của huyết tổ thì sao? Không phân cao thấp được. Thi Ma Vương rất hài lòng, nhưng mặt vẫn không cảm xúc, điều khiển tinh cầu xương trắng này rời đi, lên tiếng nói: Rượu của ta dùng nước của Hoàng Tuyền chôn cùng quan tài của ta, chúng sinh tế tự vài chục vạn năm mới ủ thành, chúng sinh tế tự tạo thành đạo dịch vô thượng, cũng chỉ có được một hũ thôi. Trung Nhạc trở lại thuyền, trong cơ thể vọng ra tiếng chấn động, trên 28 trùng thiên xương sống lại có 4 tầng nữa được phá. Vân Quyển Thư lệnh cho đoàn thuyền tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, cờ phướn bay phấp phới, tiếng nhạc vui tai, đông đảo thần nữ đứng trên những đám tầng vân vây quanh một cỗ xe hoa lệ tiến tới. Trên cỗ xe có một vị thần nhân trẻ tuổi, dáng vẻ đường hoàng, thần vũ bất phàm. Hắn đứng dậy cười nói: Ồ, vị kia có phải Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương không? Trung Nhạc đứng dậy lên tiếng: Chính là Dịch Mỗ, phải xưng hô các hạ thế nào đây? Tên thì ta quên rồi, nhưng bằng hữu trong hỗn loạn tinh hải gọi ta là Dạ Thiên Tử. Dạ Thiên Tử cười lên tiếng: Nghe nói Dịch Quân Vương đi qua nơi này, nên ta tới đây dâng một chén rượu nhạt. Trung Nhạc tiến lại ngồi đối diện với Dạ Thiên Tử, uống một cốc rượu. Tầng động thiên cuối cùng của hắn được dược lực trong rượu phá tung. Hắn động dung nói: Dạ sư huynh, rượu này là... Ta là Dạ Thiên Tử, rượu này đương nhiên là đế tiểu rồi. Dạ Thiên Tử mỉm cười. Các nữ tử cao múa hộ tống, cố xe rời đi. Vân Quyển Thư nghĩ ngợi: Dám gọi là Dạ Thiên Tử, chắc chắn là đế tộc, có thể có liên quan tới Thiên Đình Tiền Triều. Tên Dạ Thiên Tử này có thể là thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế rồi. Sao? Thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế sao? Trung Nhạc tim khẽ rung lên. Thiên Nguyên Thiên Đế đã chết rất lâu rồi, có rất nhiều lời đồn về cái chết của hắn. Có người nói là tại vị băng hà, có người nói là những năm cuối đời bị kẻ khác hãm hại, có người nói bị trời phạt đánh chết. Nhưng Trung Nhạc vẫn biết Thiên Nguyên thần tộc mà Thiên Nguyên Thiên Đế để lại. Trong 24 đế tộc có Thiên Nguyên Thị, có họ chính là họ Nguyên. Nếu vị Dạ Thiên Tử này thật sự là thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế, thì tại sao hắn lại ở cùng một chỗ với đám phỉ tặc này đây? Trung Nhạc và Vân Quyển Thư nhìn nhau, hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghĩ tới khả năng có thể cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế thật sự có ẩn tình gì đấy. Dịch Quân Vương, họ đã kính ngươi 3 lần rượu, 3 lần đều không hạ độc, có lẽ sẽ hạ độc lần thứ 4 này. Vân Quyển Thư ánh mắt lay động, lên tiếng nói: Nếu là ta thì ta sẽ hạ độc ngươi ở lần thứ 3. Trung Nhạc cười nói: Quyển Thư hiểu nhầm rồi, họ không có ác ý gì đâu. Thật ra họ tới kính rượu ta chỉ vì một vị cố nhân của ta trong lòng áy náy, nhờ họ kính rượu ta mà thôi. Sao? Cố nhân?
kính rượu chuộc lỗi ư? Vân Quyển Thư khựng người, không hiểu tại sao cố nhân này lại mượn tay những kẻ tinh không phỉ tặc này để kính rượu chuộc lỗi với Trung Nhạc. Không lâu sau, lại có một vị tạo vật chủ chặn đường, kêu gào muốn uống với Dịch Quân Vương một chén. Trung Nhạc tiến tới ngồi đối diện với hắn, uống rượu. Vị tạo vật chủ đó cười ha hả, xưng huynh gọi đệ với Trung Nhạc, vô cùng vui vẻ. Bên cạnh Vân Quyển Thư, một vị thần nhân đột nhiên nói: "Chúa công, đây là cơ hội cực tốt để giết Dịch Quân Vương. Chỉ cần cho lão gia biết chuyện này, để lão gia phái một vị tạo vật chủ đóng giả vị tạc của tinh hải kính diếu, hạ độc ở trong diếu, hoặc tiềm phục cao thủ là có thể nhân cơ hội này bắt Dịch Quân Vương." Vân Quyển Thư tim khẽ động, vị thần nhân kia to gan nói: "Chỉ cần loại trừ được Dịch Quân Vương thì trấn Thiên Quan sẽ dễ dàng mà chiếm được." Vân Quyển Thư lắc đầu nói: "Dịch Quân Vương không phải là kẻ địch của ta, không được đối phó với hắn như vậy. Hắn thầm nghĩ, chắc hắn cũng như ta, một người đáng kính, tìm kiếm con đường cho nhân tộc. Tuy hắn không thể đối kháng với thiên số, thế nhưng hắn lại thầm cảm thán, chưa biết chừng có thể đối kháng với thiên số ấy chứ." Trung Nhạc uống rượu xong quay về, thi triển ấn thương phục ma huyền công, 365 đốt xương sống, đuôi rắn bị đả thông hơn 100 đốt. Ấn thương phục ma huyền công tu luyện dễ dàng mà hiệu quả hơn nhiều. Vài ngày sau, lại có yêu thần của hỗn loạn tinh hải chặn đường kính rượu, rồi tới một vị ma thần. Đi trên đường, chưa đi hết hỗn loạn tinh hải mà Trung Nhạc phải uống hơn 20 chén rượu, bát rượu lớn nhỏ. Những vị tạo vật chủ của hỗn loạn tinh hải này nói là kính rượu, nhưng có những người không phải rượu mà là hòa tan thần đan, mình khó khăn lắm mới luyện được vào rượu. Mỗi một cốc là tu vi Trung Nhạc lại tăng thêm một phần. Xương đuôi rắn được ấn thương phục ma huyền công đả thông nhiều hơn rất nhiều. Sau hơn 20 lần kính rượu, ấn thương phục ma huyền công của hắn hoàn toàn được luyện thành. Trên đường vẫn tiếp tục có tạo vật chủ của hỗn loạn tinh hải xuất hiện kính rượu. Trung Nhạc gặp ai cũng uống, cho dù hắn là chân thần thì cũng không tránh khỏi bị say. Cuối cùng cũng vượt qua hỗn loạn tinh hải, Trung Nhạc uống suốt dọc đường, trong cơ thể tràn đầy dược lực của các loại thần đan thần tiểu. Có thể nói khi thở cũng thở ra linh khí đậm đặc, gây cả cơn mưa linh dịch trên không trung. "Quyển Thư, qua hỗn loạn tinh hải rồi, phía trước chắc an toàn." Trung Nhạc cười nói: "Ta và ngươi dù sao cũng thuộc thế lực khác nhau, ta không thể đưa ngươi tới tận chỗ của vị kia được. Ngươi cũng không thể theo ta về Nhân Hoàng Điện hay Trấn Thiên Quan. Chúng ta từ biệt tại đây." Vân Quyển Thư gật đầu thở dài nói: "Dịch Quân Vương, ta muốn làm bằng hữu với ngươi hơn là đối thủ. Có lẽ sau này rất có thể chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó không biết liệu có thể uống trà nói chuyện với nhau được như thế này nữa không." Trung Nhạc đột nhiên nói: "Vậy theo ta đi." Vân Quyển Thư chấn động ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt Trung Nhạc nhiệt tình cười nói: "Theo ta đi, ngươi muốn hiện thực, ta cũng muốn hiện thực. Những gì ngươi muốn làm cho nhân tộc cũng là những gì ta muốn làm. Địa vị của nhân tộc thấp kém, các tộc đàn áp chúng ta, phòng bị chúng ta, khó lòng xuất hiện nhân tài kiệt xuất được. Nhân tộc ta vốn ít cao thủ, sức mạnh không thể phân tán được nữa rồi. Theo ta đi." Vân Quyển Thư mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên thần quang trong mắt tối lại, lắc đầu cười nói: "Dịch Quân Vương, dù sao kiếp trước ngươi cũng là tiên thiên thần, kiếp này tuy là nhân tộc nhưng ta không thể tin ngươi được." Trung Nhạc mỉm cười: "Quyển Thư, không phải ngươi có lục đạo tiên thư luyện thành lục đạo tiên nhãn hay sao? Có thể nhìn kiếp trước kiếp này của thần ma hay sao? Sao ngươi không dùng lục đạo thần nhãn nhìn ta xem?" Vân Quyển Thư khóe mặt giật giật, hắn đã muốn dùng lục đạo tiên thư, lục đạo tiên nhãn nhìn Trung Nhạc lâu rồi. Hắn đã có hoài nghi từ lâu, chỉ là Trung Nhạc dù sao cũng là Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung, không ai biết ý đồ thật sự của hắn. Nhớ hành động của hắn lại chọc giận Trung Nhạc thì sẽ gặp họa. Giờ Trung Nhạc lại chủ động bảo hắn dùng lục đạo tiên nhãn nhìn, cho hắn cơ hội này, khiến tâm cảnh của hắn đột nhiên có chút hoảng loạn. Đột nhiên trên trán của hắn mở ra một con mắt. Hắn cũng có thần nhãn, nhưng khác với của Trung Nhạc, con mắt này có 6 tầng con ngươi giống như vòng lục đạo. Thần nhãn của hắn càng ngày càng sáng, lục đạo trong mắt chuyển động, ánh sáng chiếu lên người Trung Nhạc. Ánh mắt của hắn chiếu xuống phần hông Trung Nhạc, lập tức có tầng tầng vảy dòng tiên thiên hiện lên, vô số vảy dòng chiếu rọi đại thiên thế giới ở ngoại giới, giống như tấm gương sáng phản chiếu ra những chỗ nhỏ nhất vậy. Vảy dòng tiên thiên phân tích thiên hạ đại đạo, thậm chí chiếu ra cả lục đạo thiên nhãn của hắn. Vân Quyển Thư rời mắt xuống hai chân Trung Nhạc, thấy hai chân của Trung Nhạc dưới ánh mắt của hắn biến thành đuôi rắn của tiên thiên đại xà. Đuôi rắn có khả năng di chuyển trong hư không và hiện thực, không đâu là không thể, giống xà hình, giống long du.
lục đạo thần quang của hắn lại chiếu lên ngực của Trung Nhạc, thấy một quả thần tâm đang đập trong lồng ngực Trung Nhạc. Quả tim đấy mỗi lần đập là khiến cho khí huyết Trung Nhạc lập tức dâng tràn, cung cấp cho hắn năng lượng cường đại cho nhục thân của hắn. Hắn thấy tiên thiên long cốt trong cơ thể Trung Nhạc, 33 đốt xương sống của hắn giống như đại long quấn chặt lồng ngực, men theo 33 tầng động thiên có long du tam thập tam thiên chi tướng. Vân Quyển Thư nhìn thấy mắt Trung Nhạc, thấy trong mắt hắn là một vầng mặt trời và một vầng mặt trăng. Hắn nhìn thấy mi tâm Trung Nhạc, ở đó hiện lên một con mắt thần nhãn, nhìn thấy hư danh, phá trừ hư ảo, nhìn thấu mọi thứ. Vân Quyển Thư nhắm hai mắt lại, chỉ còn lục đạo thiên nhãn. Hắn dùng mục lực nhìn tiền thế của Trung Nhạc, không thấy bất cứ thứ gì, không thấy được mọi thứ của Lê Dương Thần Quân. Hắn không phải Lê Dương Thần Quân, hắn là... Khóe hai con mắt đang nhắm của hắn bỗng chảy xuống hai giọt lệ. Lồng ngực của hắn dường như có lửa cháy bừng bừng, khiến cho khí huyết sôi trào. Phục Hy, vinh quang của tổ bối. Vô số nhân tộc giữ bồn lầy ngưỡng vọng, thấy được vô số thân ảnh của liệt tổ liệt tông. Thân ảnh đấy từ quá khứ đi tới, biến thành hiện thực. Đó chính là Phục Hy đã biến mất. Mây cuồn cuộn, phong vân biến đổi. Một lúc sau, Vân Quyển Thư nhắm con mắt thần nhãn lại, mở hai mắt ra, cười vẫy tay với Trung Nhạc. Người không đi cùng ta sao? Trung Nhạc hỏi. Ta ở đây sẽ giúp được nhiều cho ngươi hơn. Vân Quyển Thư vẫy tay. Dịch Quân Vương, ngươi cần một đối thủ kéo dài thời gian của cuộc chiến đoạt đế đủ lâu cho ngươi. Thời gian càng lâu thì ngươi mới càng chắc chắn. Ta có thể giúp ngươi được như vậy thôi. Trung Nhạc cựng người cười nói. Sau này cuộc chiến kết thúc, ngươi sẽ tới giúp ta chứ? Vân Quyển Thư cựng người một lúc sau nói. Nếu ngươi không chết. Trung Nhạc gật đầu. Nếu ta không chết, ngươi có tới giúp ta không? Vân Quyển Thư mím môi nói từng chữ. Khi ấy cái mạng này sẽ là của ngươi. Trung Nhạc cười ha ha, dùng lực ôm chặt hắn một cái. Vân Quyển Thư có chút không quen, thân thể cứng ngắc. Trung Nhạc buông hắn ra, quay người cùng Hỗn Độn Vũ rời khỏi thuyền. Đừng có nghĩ động tới thiên tơ. Vân Quyển Thư vội vàng truyền âm. Trung Nhạc quay lại vẫy tay. Nếu ngươi không giữ lời thì ta sẽ động tới thiên tơ, và thiên tơ sẽ là của ta. Vân Quyển Thư nghiến răng nhìn hắn rời đi. Trung Nhạc đi xa dần, cuối cùng biến mất trong bầu tinh không tối đen. Phục Hy, hắn là Phục Hy đấy. Thần quang trong mắt Vân Quyển Thư lóe sáng, thần thái bừng bừng, thoát tục xuất thần gấp mấy lần, thầm nghĩ bụng. Hắn chính là Phục Hy đã gây nên trận hỗn loạn ở 3000 lục đạo giới, cũng chính là Phục Hy phá vỡ thiên ý. Thân phận đấy của hắn ở hạ giới là đám sương mù che giấu thân phận của hắn mà thôi. Tâm thần của hắn rung động, tuy hắn không biết Trung Nhạc làm thế nào nhất thân lưỡng dụng, thế nhưng có thể chắc chắn Trung Sơn Thị dưới hạ giới chính là Dịch Quân Vương vừa đứng bên cạnh mình. Bất cứ ai cũng nghĩ Trung Sơn Thị vẫn dưới hạ giới, nhưng không ngờ được hắn đã tới Tử Vi. Ai có thể ngờ được Dịch Quân Vương nổi danh thiên hạ, Dịch Tiên Sinh nắm trong tay 5000 vạn đại quân, đệ nhất nhân của Chư Đế Bảng tương lai, đã mở ra bí cảnh thứ 7 giết tiên tiên thả thần chư tà, lại chính là Trung Sơn Thị Trung Nhạc đây. Vân Quyển Thư thầm nghĩ. Nếu ngươi chết thì cái mạng đại của ta là của ngươi. Ta cùng ngươi đối diện với chư thiên thần thánh, đối mặt với những cường giả cổ xưa, đối mặt với trời, đối kháng với thiên số, thay đổi vận mệnh của nhân tộc ta, tái hiện lại vinh quang tổ bối. Dù ngươi đi đâu, dù kẻ địch của ngươi là ai, ta cũng sẽ xả thân vì ngươi. Chỉ vì ngươi chính là Phục Hy. Lại nói Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ tới Thiên Thiên Cung. Họ tới Thiên Thiên Cung là vì trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc cũng chứa vô số nhân tộc. Ở trấn Thiên Quan không có nơi cho nhân tộc ở, hơn nữa ở đấy cũng quá nguy hiểm. Chỉ có thánh địa của nhân tộc Nhân Hoàng Điện, Chiến Hỏa mới không dễ gì lan tới, thích hợp cho nhân tộc phát triển. Tư Mệnh, ngươi bảo những kẻ vô pháp vô thiên kia kính rượu ta, mượn tay họ chuộc lỗi với ta, xem ra ngươi không vô tình lắm rồi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, quay lại nhìn Hỗn Loạn Tinh Hải. Hắn không biết nữ tử đấy có còn ở Hỗn Loạn Tinh Hải hay không, hay là tiếp tục cưới lục đạo thiên luân di chuyển giữa địa ngục luân hồi ở chư thiên. Có lục đạo thiên luân, Tư Mệnh có thể xuất hiện ở bất cứ địa ngục luân hồi nào trong vũ trụ. Bất cứ ai muốn bắt được nàng cũng không dễ dàng. Tuy hắn không công nhận rất nhiều cách làm của Tư Mệnh, nhưng hắn rất khâm phục bản lĩnh và thủ đoạn của Tư Mệnh. Người không gặp ta là sợ ta trách mắng người hay sao? Trung Nhạc cười quay đầu lại,
mục đích của hắn và Tư Mệnh giống nhau, chỉ là con đường khác nhau mà thôi. Tân Hóa, ngươi nói Tư Mệnh không có tình người, nhưng ta lại cảm thấy nàng ta rất có tình người. Trung Nhạc cười, Tân Hỏa hừ lạnh nói: ngươi không biết tiểu nha đầu đó bồi thường cho ngươi là để lần sau lợi dụng ngươi hay sao? Trung Nhạc khựng người lại, lên tiếng nói: Tư Mệnh không âm hiểm như thế chứ. Bỏ giống của Trung Sơn Thị ơi, trạng thái hiện tại của ngươi sớm muộn gì cũng bị tiểu nha đầu kia mượn giống xong giết chết thôi. Trung Nhạc hừ lên một tiếng: mượn giống xong giết chết ư? Tân Hỏa, liệu có nói quá rồi không? Ngọn lửa nhỏ này tuy không gọi ta là tiểu tử nữa, thế nhưng vẫn coi ta như Nhạc tiểu tử, lúc nào cũng trêu chọc ta. Người căn bản không hiểu nữ tử Tư Mệnh đó rồi. Tân Hỏa cười khẩy tiếp tục nói: nàng ta có thể lợi dụng mọi thứ, người đã bị nàng ta lợi dụng một lần, suýt nữa thì đã chết. Lần sau chắc chắn nàng ta sẽ còn lợi dụng ngươi tiếp kìa. Nhưng chủng tộc các ngươi ngoài Phục Hy ở thế ngoại chi địa ra, thì chỉ còn lại ngươi là Nam Phục Hy. Nếu nàng ta muốn loại bỏ ngươi, thì chắc chắn phải lấy giống của ngươi trước kìa. Nếu nàng ta mà tới tìm ngươi lấy giống, thì có nghĩa là muốn giết ngươi rồi. Trung Nhạc lắc đầu, bật cười nói: Tân Hóa, ta và Tư Mệnh là đồng tộc, nàng ta không có lý gì lại giết ta cả. Ngươi không cần nói nữa đâu. Trong hỗn loạn tinh hải, các vì sao như nồi cháo sôi, đâu đâu cũng có thể không chi lực biến dạng. Nơi đây tuy có rất nhiều thông đạo an toàn, nhưng lại vô cùng chập trùng, rất khó biết được nơi nào mới là an toàn. Trung tâm tinh hải có một tòa đại lục không bị năng lượng thời không hỗn loạn ở ngoại giới ảnh hưởng tới. Trên đỉnh cao nhất, một tòa kim điện sáng bừng. Tư Mệnh lặng lẽ ngồi ở trước điện, nhìn về hướng Trung Nhạc rời đi. Nguyên Quân, tại sao lại cho Dịch tiên sinh nhiều lợi ích như vậy? Huyết Tổ đáp xuống phía sau Tư Mệnh hỏi. Tư Mệnh không quay lại, khẽ nói: là để hắn nhanh chóng trưởng thành, giờ hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Huyết Tổ không hiểu hỏi: lẽ nào Nguyên Quân là người dưới trướng của Tiên Thiên Đế Quân ư? Tư Mệnh lắc đầu: Tiên Thiên Đế Quân sao? Hắn không xứng. Huyết Tổ tim khẽ rung lên: người dám tranh đoạt đế vị với Thiên Đế mà còn không xứng ư? Dịch Quân Vương là kẻ xuất sắc nhất thế gian này, ta nợ hắn, giờ bồi thường cho hắn, sau này vẫn còn có việc dùng tới hắn. Tư Mệnh quay lại, sắc mặt bình lặng như mặt nước, không chút gần sóng. Loạn thế này chính là cơ hội tốt cho các ngươi kiếp công lập nghiệp. Mọi thứ trong thiên hạ, lục đạo luân hồi đều nằm trong sự điều khiển của ta. Các ngươi theo ta có thể làm đại được đại sự. Huyết Tổ, ngươi triệu tập họ tới đây đi. Huyết Tổ nhận lệnh, tinh thần lực tràn đi bốn phương tám hướng. Không lâu sau, dưới ngọn thánh sơn này có tới vài 3000 vị tạo vật chủ, hàng vạn thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, thậm chí có cả côn hoàng, mẫu hoàng. Phía sau những tạo vật chủ, thần hoàng này là những con thuyền lớn dài vô tận, trên đó là vô số đại quân thần ma, những kẻ vô cùng hung ác. Tử Vi Đế Tinh có bao nhiêu chư thiên đây? Những ác nhân của chư thiên này được Tư Mệnh phóng thích, tập trung tại đây tạo nên một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Xin Nguyên Quân dặn dò. Vô số giọng nói tạo thành hồng lưu. Tử Vi Tinh Vực, chư đế tranh đấu chính là cơ hội tốt cho chúng ta kiến công lập nghiệp. Các ngươi có muốn cả đời làm phỉ tặc hay không? Tư Mệnh lên tiếng, giọng nói trong trẻo. Các ngươi muốn con cháu các ngươi cũng làm phỉ tặc không? Ta có thể dẫn dắt các ngươi, để các ngươi không những không cần làm phỉ tặc mà còn có thể làm thiên vương, thần vương cao cao tại thượng, là thượng vị giả mà vô số chúng sinh ngưỡng mộ kìa. Chúng ta thống trị vũ trụ, có kẻ nào dám nói chúng ta là phỉ là tặc đây? Cướp bóc khắp nơi chỉ là loại trộm cắp vặt, cướp lớn chính là cướp thiên hạ kìa. Tiếng nói của nàng chấn động nhân tâm. Theo ta, hôm nay các ngươi là phỉ tặc, sau này các ngươi sẽ là chúa tể chư thiên. Ta muốn các ngươi hạ giới tới 3000 lục đạo giới, cắt đứt thông thiên tinh lỗ, đoạt lấy 3000 lục đạo giới, biến nó thành lãnh địa của ta, lãnh địa của chúng ta. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ quay lại, trở lại Tử Vi, giết thiên đế, diệt chư thiên, có thủ báo thù, có oán báo oán. Vô vàn ác đồ hoan hô, điều khiển chiến thuyền của mình khởi động đội thuyền đi ra khỏi hỗn loạn tinh hải, hướng về thông thiên tinh lộ. Còn Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ vẫn từ tốn di chuyển. Trên đường, Trung Nhạc không ngừng thi triển Ấn Thương Phục Ma Huyền Công và Đại Diệu Thiên Kinh, thử dung hợp hai môn công pháp thành một. Đại Diệu Thiên Kinh luyện cột xương sống, luyện thành tam thập tam động thiên. Ấn Thương Phục Ma Huyền Công thì luyện long cốt xả vĩ, luyện thành một con đại long, luyện xương sống
và xương đuôi của chính mình thành thần binh. Tế lên sẽ là một cây tiên thiên long cốt thương. Đại diệu tiên kinh được gọi là tuyệt học cương mãnh bá đạo. Tam thập tam động thiên mở ra pháp lực hùng hậu đến khó lòng tưởng tượng. Còn ấn thương phục ma huyền công thì dùng thiên làm ấn, dùng cốt làm thương, là ấn thương một cây thương đỉnh thiên lập địa. Nếu hai môn công pháp kết hợp lại thì có thể tập hợp được điểm mạnh của cả hai. Vấn đề hiện giờ là giữa hai môn công pháp này, cái nào là chính, cái nào là phụ. Nếu như luyện 33 chủng thiên của đại diệu thiên kinh vào tiên thiên long cốt thương thì chính là tam thập tam động thiên long cốt thiên, cường hãn hơn nhị thập tứ chú động thiên ngọc tiêu của âm phiền huyên. Nếu như dung hợp tiên thiên long cốt thương và đại diệu thiên kinh thì sẽ thành tiên thiên đại long quán xuyên tam thập tam trùng thiên, khiến cho uy năng của tam thập tam động thiên càng thêm cường hãn. Lấy ấn thương phục ma huyền công làm chủ, luyện cốt thành thương, tam thập tam động thiên phụ trợ, có thể tưởng tượng uy lực sẽ chí cương chí mãnh thế nào. Cộng với đuôi rắn của phục khí thị di chuyển trong hư không, mỗi cây thương này chính là đuôi rắn, cây thương sẽ xuất quỷ nhập thần trong hư không, cộng thêm uy năng của tam thập tam động thiên, ai có thể địch lại được đây? Nếu lấy đại diệu thiên kinh làm chủ đạo, tiên thiên long cốt thương của hắn sẽ biến thành một con đại long xuyên qua 33 tầng trời, khiến cho pháp lực tăng lên tầm cao mới. Pháp lực từ 33 tầng động thiên đã hùng hồn khó tưởng tượng, nếu như tăng thêm nữa thì pháp lực có thể nói chấn áp được tất cả những cường giả cùng lứa. Âm phần huyên luyện được nhị thập tứ động thiên, đơn thuần riêng pháp lực đã là vô địch cùng cảnh giới. Nếu như Trung Nhạc dùng đại diệu tiên kinh làm chủ đạo thì pháp lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn âm phần huyên rất nhiều. Hai cách dung hợp này mỗi cách đều có ưu điểm riêng, khó đánh giá được cái nào hơn cái nào kém, khiến cho Trung Nhạc khó quyết đoán. Ta đã có tiên thiên thần đao, ta sẽ quyết tâm đi theo con đường đao pháp, vậy thì nên bác bỏ các loại vũ khí khác, chuyên công vào đao pháp, vậy thì ta sẽ chọn pháp lực. Nghĩ tới đây, Trung Nhạc có một loại cảm giác vô cùng kiên định. Con đường tu hành sẽ xuất hiện vô số thứ dụ hoặc, nội tại có, ngoại tại cũng có. Sự dụ hoặc ngoại tại còn có thể khắc chế, nhưng nội tại thì thật không dễ gì phát hiện. Ví dụ như tam thập tam động thiên long cốt thương chính là sự dụ hoặc nội tại. Nếu như Trung Nhạc chọn con đường này, tiên thiên thần thương cương bánh bá đạo, một cây thương có thể chấn áp đồng đại. Có long cốt thương rồi, hắn còn có thời gian công sức dành cho đao pháp hay không? Hắn còn giữ được tinh thần đao chém bỏ mọi khó khăn trở ngại hay không? Giờ hắn đã chặn đứng dụ hoặc nội tại, đạo tâm đương nhiên càng thêm kiên định. Dung hợp ấn thương phục ma huyền công và đại diệu tiên kinh rất khó khăn. Khó khăn hơn là dung hợp công pháp sau khi dung hợp và tiên thiên bắt quái nhiều. Trung Nhạc thầm nghĩ, trước khi hắn có thể mượn trí tuệ của chư đế chư thần khởi động thiên bàn, trợ giúp cho hắn dung hợp tứ đại công pháp, suy đoán ra tiên thiên bắt quái. Giờ không có chư thần, chư đế trợ giúp cho hắn, thiên bàn cũng chỉ còn lại một phần đế mỏng, nhưng khả năng suy đoán của hắn đã tiến bộ rất lớn. Tiên thiên bắt quái vốn là công pháp hắn sáng tạo ra, mạnh hơn công pháp suy đoán dung hợp tri thức của hắn về sự biến thiên của vũ trụ quy tắc đại đạo và thiên đạo. Cho dù không có thiên bàn, không có sự trợ giúp của chư đế chư thần thì khả năng suy đoán của hắn cũng đạt tới cảnh giới hơn xa trước kia, không còn thường xuyên thấy trí tuệ bị cạn kiệt nữa. Trong đạo nhất biến cảnh của Trung Nhạc, vô số quái tượng đang biến đổi tạo thành long xà chi thân khổng lồ, suy đoán các cách dung hợp ấn thương phục ma huyền công và đại diệu thiên kinh và tiên thiên bắt quái. Thân thể của phục khí thị chính là long xà chi thân, tuy không thuần túy bằng yểm tư thị nhưng huyết mạch là huyết mạch của tiên thiên long xà. Hắn suy đoán 8 loại quái tượng, các loại phù văn xung quanh long xà chi thân không ngừng biến đổi, lúc sáng lúc tối. Hắn dùng đồ đằng văn của bắt quái, lục hào, tứ tượng, âm dương để suy đoán liên tục, để dung hợp hai môn đế cấp công pháp này. Hàng vạn đồ đằng văn biến hóa không ngừng, thậm chí long xà chi thân còn không ngừng phát ra tiên thiên thần ngữ cổ xưa, dùng tiên thiên thần ngữ để giải thích thiên bản thiên đạo. Hắn có được thiên đạo truyền thừa của Tư Mệnh, dùng tiên thiên thần ngữ giải thích thiên bản thiên đạo, dựa vào thiên bản thiên đạo trợ giúp khả năng suy đoán của hắn. Hắn quan tưởng ra long xà chi thân, các loại phù văn lưu động trong cơ thể đang mô phỏng sự vận hành của công pháp, sai thì sửa. Bất chi bất giác hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng họ tới được phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung, thêm vài tháng nữa mới tới Nhân Hoàng Điện. Trung Nhạc giao số nhân tộc mình cứu được trên đường cho Khương Nghi Kỳ, Khương Nghi Kỳ đưa họ và nhân tộc Chư Thiên, có chút lo lắng nói: nhân tộc Chư Thiên không hoàn chính, không có đục đạo luân hồi, chỉ có ngũ đạo, không thể luân hồi được, cũng không có nhiều tinh cầu thích hợp cho nhân tộc sinh sống, tài nguyên thì ít tới đáng thương.
Mấy năm nay tuy ta ngày đêm tế luyện chư thiên, thế nhưng cũng không thể khiến cho nó hoàn chỉnh được. Hắn là tạo vật chủ, tuy có năng lực hư không tạo vật, nhưng muốn bổ khuyết cho chư thiên thì vẫn chưa thể. Muốn luyện thành chư thiên có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh thì phải có thực lực của đế quân đại viên mãn, được gọi là đại thần thông giả. Trung Nhạc suy nghĩ một chút rồi cứ nói: chư thiên luân hồi hoàn chỉnh trong chiến thiên quan có không ít đâu, ta cho người đưa tới cho huynh một chư thiên thượng đẳng là được rồi. Y Kỳ sư huynh, thời gian này thiên hạ đại loạn, các đại thần tộc ma tộc ở bên ngoài tự lo cho mình, huynh có thể phái một số thần nhân ra tìm kiếm tộc nhân, nhân lúc loạn lạc đưa họ trở về. Khương Nghi Kỳ lưỡng lự nói: làm như vậy liệu có khiến cho các cường giả khác nghi kỵ hay không? Trung Nhạc nói: không chỉ mình huynh làm vậy, còn có cường giả nhân tộc khác cũng đang dẫn tộc nhân về kìa. Huynh là nhân hoàng, nếu không quan tâm tộc nhân đang gặp nạn ở bên ngoài thì sẽ mất lòng người. Việc này huynh có thể quang minh chính đại mà làm, có ta chống lưng đằng sau. Khương Nghi Kỳ mắt sáng lên cười nói: ta đã muốn dẫn tộc nhân về nhân hoàng điện lâu rồi, chỉ là sợ ảnh hưởng đến ngươi nên không dám thôi. Trung Nhạc thầm thở dài, Nông Hoàng trước khi chết nhìn không sai, Khương Nghi Kỳ làm nhân hoàng đúng là chỉ có thể thủ thành chứ không thể mở rộng khai thác được. Tần Hóa, chỗ của ngươi có đế cấp công pháp chủ tu thần hỏa hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Ta muốn cho Khương Nghi Kỳ tu luyện đế cấp công pháp của thời đại hỏa ký, hiện giờ loạn thế, tu vi của hắn vẫn là tạo vật chủ, sẽ là không thể tự bảo vệ được. Ngươi là người kế thừa chân chính, mọi công pháp của ta đều là của ngươi, có chuyển cho hắn hay không là do ngươi tự quyết định. Tân Hỏa nói: Khương Nghi Kỳ nửa ngươi nửa Trọng Lê, đúng là thích hợp tu luyện công pháp của thời đại hỏa ký, có thể kích thích thần long huyết mạch của hắn ta, nhưng công pháp ta biết đều không có lục đạo, không được tinh tế bằng công pháp hiện nay. Tính tình của Khương Nghi Kỳ ôn hòa, thiếu hỏa tính, thích hợp tu luyện Trúc Long Sách Quyền Công. Đây là công pháp của Trúc Long Thiên Hoàng, có thể giúp cho hắn thêm một phần hỏa tính. Ta có một môn Đấu Mẫu Hỏa Thánh Huyền Công do Đấu Mẫu Thiên Hoàng sáng tạo, hay đáng tiếc là chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện mà thôi.